xin chào các bạn tuần tới ở bản tiếng anh thứ năm à, lúc 23 giờ sẽ có cái sự kiện red draw của hai cộng đó chính là con uh, Surnier, với cả con uh, eventual thì sẽ là s cộng chính ở trong sự kiện red draw lần này và eventual sau 4 tháng rồi nó sẽ xuất hiện tiếp ở cái sự kiện red draw cả hai cộng này với senior đây là một con thuộc dạng là hỗ trợ này nó đi có thể nói là rất là lâu dài ở trong team của bạn dòng duyên cuối của nó thì là cộng thêm 7,5% giảm thương thì nó sẽ cần con eventual này để uh, kích duyên dòng cuối của nó còn với Elemental, đây là một con thuộc dạng tấn công. Tuy nhiên là khi các bạn nhìn này thì nó là sử dụng tiềm năng của dạng kỹ, nguyên nhân là nó sẽ chỉ hành động bắt đầu từ lượt thứ ba trở đi thôi, còn hai lượt đầu coi như là nó sẽ tàng hình và không hành động gì cả. Duyên dòng cuối của nó sẽ cộng thêm 7,5% tỷ lệ bạo kích. Từ một bài phân tích nhanh về 2S cộng của đợt này. Đương nhiên là nếu mà chọn một trong hai thì mình cũng nói luôn đó chính là còn chọn Junior rồi, một S cộng rất là tốt và không có cái tỷ lệ 50 50 mà Sơn Yên nó sẽ chiếm chặt luôn 99 bởi vì là 1% còn lại dành cho bạn nào đam mê event thôi mình sẽ nói về S cộng kém hot ở đợt này trước đó chính là event tác dụng của nó bắt đầu vào trận đấu nó thì nó sẽ làm cho ngẫu nhiên một địch sẽ bị hóa đá với tỷ lệ đó là 100 các bạn để ý con tê giác nó vừa bị hóa đá rồi do đó nó không hành động được và cái thứ hai các bạn để ý thấy nó ở trên sân nhưng thực ra là mọi người Pokemon của địch đã đánh qua nó bởi vì là coi như lúc này nó không tồn tại chỉ có hình ảnh của nó trên sân thôi và nó sẽ chỉ thực sự gọi là xuất hiện trước khi lượt ba bắt đầu và trong cái thời điểm mà nó đang ở trong trạng thái kén như thế này thì nó sẽ hút đi cái song công và máu của địch khi đến lượt hành động của nó và trong thời điểm này thì nó cũng sẽ giảm đi toàn bộ cái toàn bộ địch đó là năm mươi cái tỷ lệ hồi máu thì đó chính là tác dụng của eventual lúc mà bắt đầu vào trong trận đấu này và bạn sẽ sử dụng eventual để đặt lên trước một đồng đội mà theo kiểu mà bạn cần để bảo vệ bởi vì eventual nó coi như là vô hình này thì địch sẽ không đánh theo hướng đó thì các bạn có thể tránh được những đòn sát thương gây ra theo kiểu hàng dọc. chẳng hạn thì các bạn để bảo vệ cho Megaray qua ra thì cũng sẽ rất là tốt. và các bạn để ý bây giờ đến lượt hành động của Y này thì địch sẽ bị hút máu và công này như vừa rồi nó hút vào cái kén. do đó, do đó nếu bạn chơi Y này nó cũng kiểu dạng như là nó cũng làm cho địch bị suy yếu đi. tuy nhiên là cái lượng mà nó cướp của địch đó nó cũng sẽ dựa theo đó là máu gốc với cả song công của Iventhor càng mạnh thì nó sẽ hút được càng nhiều và hút vào cái kén này thôi. Và khi mà nó xuất hiện trở lại ý, thì nó sẽ lấy một vài một phần cái chỉ số đó để nó cho vào bản thân. Sau đó các bạn sẽ thấy đó là Evento khi bắt đầu xuất hiện ở lượt 3 thì nó sẽ có cái sát thương với cả cái máu nó rất là cao. Thì hiện tại bây giờ nếu bạn chơi Evento thì đó chính là những cái tác dụng chính của nó rồi này. Và bây giờ chuẩn bị đến lượt 3 thì Evento nó sẽ chính thức xuất hiện. Và khi nó xuất hiện nó sẽ gây ra một cái hiệu ứng đó là cái bàn tay giống như thế kia làm cho địch gọi là không thể hồi máu được này. Và cái hiệu ứng này không thể bị hóa giải và địch nếu mà giả sử mà được nhận hồi máu thì cái lượng máu đấy nó sẽ trở thành sát thương dựa theo đó là công đặc biệt SPA Tech của Evento, coi như là Evento là một con có thể gọi là chống hồi máu và cái thứ hai đó là khi mà nó hành động ở kiểu như là bắt đầu ở cái lượt hành động đầu tiên lúc mà nó bắt đầu xuất hiện ấy thì nó sẽ làm cho toàn địch có thể bị hóa đá với tỷ lệ đó là 50% thì đó chính là cái tác dụng của Evento. coi như lúc này thì nó sẽ trở thành một con đứng ở hàng trên thôi bởi vì là thực chất các bạn để để nó ở hàng trên chứ nó không phải là con tăng thế nên event này lúc bắt đầu xuất hiện như này nó sẽ gọi là dù sử dụng đòn tấn công của nó theo kiểu mà để kết liễu địch là chính thôi chứ thực ra là lúc này nếu mà để nó một mình cân tim thì các bạn cũng phải nuôi thật mạnh nhưng mà nuôi event đợt này mà mạnh thì kiểu như là nó cũng không còn đi quá xa được nữa rồi mục đích của event mọi người lấy Lúc ban đầu chỉ mục đích là để để lên một Pokemon ở hàng trước để bảo vệ nó thôi. Và cái thứ hai đó là khi nó ra nó gây ra nhiều hiệu ứng hóa đá làm coi như là một cái cách khống chế địch. Thì coi như là sau ba lượt hành động như vậy rồi mà bạn không ưu Y mạnh thì coi như là lúc này nó cũng sẽ chính thức là tử trận. Thì y này cái gọi là cái sự hỗ trợ của nó dành cho team chỉ có như vậy thôi, còn tấn công của nó thì cũng không phải là quá mạnh. Tuy nhiên là nếu bên bạn mà chết hết sạch chẳng hạn thì nó sẽ dựa theo số đó để có thể tăng thêm tấn công của nó lên cao hơn để có thể gây thêm sức tấn công. Tuy nhiên nó không phải là một con cân tim. Các bạn để ý cái hiệu ứng mà con Evento để lại lên địch. Đó là bây giờ tấn công vào một địch nào đó dưới hiệu ứng mà sợi dây liên kết là bóng đêm của nó chẳng hạn thì những địch còn lại mà cũng hiệu ứng đấy thì nó sẽ nhận sát thương đó bằng 25% sát thương mà địch đó đã nhận. Đánh 1, 3 cả ba đều nhận này thì những bạn đã chơi từng chơi Evento cho đến thời điểm như thế này thì các bạn cũng sẽ thấy Evento đang đuối hơn rất là nhiều so với cả những S cộng mới nó chuẩn bị ra mắt với cả nữa là trong team bây giờ đang có rất là nhiều con thịnh hành mạnh rồi chẳng hạn hay là những đối với cả những bạn viết thấp thì Evento lại không phải là giúp một con cân team tuy nhiên là nếu mà có nó thì vẫn sẽ rất là tốt nhưng mà nếu mà các bạn chỉ hướng được một trong hai và muốn đi lâu dài thì Sonya sẽ là một lựa chọn tốt hơn Sonya thì nó một con hỗ trợ rồi này giờ sẽ là S cộng hot đợt này đó chính là Sonya các bạn khi có senior các bạn sẽ để ý thấy đó là trong tim của bạn mà có nó thì các bạn sẽ thấy tim nó chắc hơn rất là nhiều bởi vì senior nó sẽ tăng thêm máu gốc cho toàn bộ đồng đội của bạn đó là dựa theo tầm 20% máu gốc của chính nó giúp cho bên bạn nhiều máu hơn và cái thứ hai senior nó cũng có khả năng đó là giúp cho bên bạn hồi máu và nhiều hiệu ứng khác hỗ trợ cho tim thứ nhất đó chính là cái hiệu ứng tàng hình giống như thế này nó đã giúp cho con Gigade được tàng hình rồi thì trong bộ 3XYZ thì Jade với cả Senior là hai con có thể chơi lâu dài được và Y thì đi kém hơn mặc dù lúc bắt đầu mới ra thì rất là mạnh và trong cái trạng thái mà nó giúp đồng đội ở trong trạng thái tàng hình này được gọi là trạng thái thư giãn thì đồng đội của bạn còn tấn công địch thì cũng có thể gây ra hiệu ứng đó là làm cho địch bị choáng thì đó là một cái hiệu ứng rất là tốt của Senia dành cho team của bạn giúp cho bên bạn cũng có thể gây ra được hiệu ứng gọi là khống chế đó là choáng mặc dù bên bạn không có hiệu ứng khống chế đó thì các bạn thấy đến Zigade vừa rồi ra skill 1 cùng với cả Sunia nhưng làm địch bị choáng. Nguyên nhân chính đó là cái hiệu ứng thư giãn đó của Sunia vừa rồi đánh một địch nào đó thì bên mình Pokemon đánh vào địch đó lại cũng sẽ bị choáng. Một cái rất là tốt của Sunia ở đòn tuyệt kỹ của nó đó chính là nó sẽ tạo ra sợi dây liên kết giúp cho bên bạn giảm sát thương rất là nhiều và ngoài ra đòn tuyệt kỹ của nó cũng sẽ giúp hồi máu cho team của bạn. Đây chính là đòn tuyệt kỹ của Sunia này. Đánh lên toàn địch và giúp hồi máu cho team của bạn này và thứ hai nó đang tạo ra một cái sợi dây liên kết dành riêng cho toàn bộ tim của bạn giống như ở Zingade đang kết nối với cả Serena tác dụng của nó đó là giảm rất là nhiều cái sát thương nhận vào và những sát thương nhận vào nó sẽ bị chia sẻ ra nhiều cái theo kiểu nhiều chia ra nhiều phần mỗi Pokemon của bạn sẽ dính đi một phần tức nghĩa là nó sẽ giảm đi sát thương rất là nhiều dành cho một Pokemon của bạn và nó sẽ giúp cho những Pokemon hệ chủ như hệ đất này hệ cỏ này và hệ tiên của bên bạn có sẽ được lượng hồi máu nhiều hơn thì thì Sarnia này sẽ là một con S cộng rất là tốt và cần ở trong team của bạn ở trong thời điểm này Và nó sẽ là một con S cộng đi rất là lâu dài Mặc dù cái sát thương nó gây ra không cao Tuy nhiên là cái lượng hỗ trợ của nó khống chế này, hồi máu này, tàng hình này Xong rồi là giảm sát thương này, rất là nhiều này Thì đó chính là những cái lợi của Sarnia khi ở trong team Để Ra sự kiện S cộng Red Draw Sarnia thì cũng sẽ đi kèm Mình nghĩ là bán luôn Đó là cái skin của Sernier, cái skin đợt trung thu của bản tiếng Trung Sarnia đây chính là cái skin của nó này, một cái skin rất là đẹp. thì skin này nó sẽ được bán với giá đó là 99 đô ở bản tiếng Anh. hầu như là bây giờ bản tiếng Trung đã ra cái skin nào rồi thì đến lượt Red Raw đợt con đó ở bản tiếng Anh nếu mà có skin thì game nó sẽ mở bán luôn. ok vậy là bạn đã biết là lấy được S cộng ở đợt này là nên lấy con nào rồi mình thì chắc là mình thích Serena hơn do đó mình chơi Evento rất là nhiều. Còn với Serena với Evento thì nếu mà theo mình thì nếu mà chọn thì chắc là chỉ chọn Serena thôi. Còn Evento nếu bạn muốn lấy để kích duyên hay là mở Pokédex thì cũng có thể lấy được. Tuy nhiên là nếu bạn đang khó khăn về kim cương thì tốt nhất là chỉ nên lấy một con thôi. Quay trở lại về tính năng mới của bản tiếng Anh đó chính là thao. Trong này thì cái các bạn để dồn lên đầu tiên đó chính là cái Dao thao này. Khi các bạn nâng cấp được cái Dao thao này lên thì các bạn sẽ mở được thêm nhiều tòa nhà với thêm nhiều tính năng mới một ví dụ như là cái farm này chẳng hạn nó ghi là downtown nit real 6 này tức nghĩa là các bạn phải lên được downtown này lên level 6 hai cái tòa nhà này cả hai tòa nhà này thì sẽ giúp cho các bạn đó là lấy được thêm nguyên liệu đó chính là cái một cái là lấy quặng thép này một bên này lấy gỗ này cả hai cái này đều cần để có thể nâng cấp được các nhà của bạn ví dụ như là nhà nào cũng sẽ cần đó là vàng này gỗ này và thép này để có thể nâng cấp ví dụ như cái này là cái để lên level 7 mới được cơ Khi các bạn mở được cái phần level 7 là cái này Thì các bạn sẽ mở được thêm luôn Đó là chính là cái phiêu lưu thám hiểm Thì hai cái này thì mình sẽ giới thiệu bản tiếng Trung tiếp theo Thì bắt đầu khi có cái tính năng này Thì các bạn tiên chịu khó vào để có thể gọi là nhận được các cái thép với cả gỗ Để có thể nâng cấp được cái nhà của bạn lên sớm hơn Thì các bạn sẽ nhận được nhiều cái nguyên liệu hơn Supermarket này Trong này sẽ sử dụng cái đồng... Su ở trong thao này để mua được trong mua các cái này các cái nguyên liệu bạn có thể mua được mảnh của regi gas trong này nhưng tốt nhất là không nên mua bởi vì nó rất là đắt có thể mua được các cái mở ra được các cái trùm ở trong phần tượng của bạn nhưng mà cái phần này cũng đang đắt, rất là đắt có thể đã bỏ qua được một cái danh hiệu để các bạn có thể tăng thêm các chỉ số và có một số pokemon bậc s hiếm ở trong này tuy nhiên là cũng chưa nên đầu tư bọn nó vội ép của mình để nó có thể tạo ra được những cái đồng xu như thế này ở trong mỗi cái tòa nhà của các bạn ấy thì nó sẽ có như là mở khóa là các bạn sẽ có được Pokemon nào đó để các bạn uh, cho vào đây để nâng cấp thêm cái uh, tòa nhà của các bạn. Ví dụ ở đây mình cho con uh, Rhyperior vào trong người này thì mỗi con nó sẽ có một cái tác dụng riêng. Ví dụ như con này nó có ghi đó là nó sẽ tăng thêm cái uh, tòa nhà này đó là thêm 60 cái uh, thép nó có thể cho thêm vào. Ví dụ như cái tòa nhà này nó có thể sản xuất ra và lưu trữ lại trong đó tối đa là 3.100 cái thép chẳng hạn nếu các bạn đều giả như là lâu ngày lâu quá không vào chẳng hạn thì nó sẽ là 3.100 cái thép này và nó không thể tăng thêm được nữa Tuy nhiên nếu cho các bạn cho con này vào thì nó sẽ tăng lên nó là 3.160 các bạn để ý có số 60 bên cạnh thì mỗi Pokemon nó sẽ có một tính năng riêng ví dụ như Pokemon này chẳng hạn ở đây thì ghi là tăng thêm cái tốc độ sản xuất tăng thêm 1% trong vòng 1 giờ Tức nghĩa là các bạn sẽ sản xuất cái lượng thép này nó sẽ nhanh hơn so với cả khi không cho con Pokemon này vào Cái này thì bộ bậc S thì nó có tính năng nhiều hơn Ví dụ là tăng thêm 1,5% tốc độ uh, sản xuất này Còn đây là nó sẽ tăng thêm uh, 10 cái gỗ nữa Khi các bạn sản xuất được ở trong 1 giờ Tức nghĩa bình thường các bạn sản xuất được 200 chẳng hạn Thì khi các bạn cho con này vào sẽ tăng thêm này 210 trong vòng 1 giờ Pokémon nó sẽ có một tòa nhà riêng để nó hoạt động. Các bạn nên để ý đọc cái phần uh, như thế này, nó có thể hoạt động ở trong cái tòa nhà này. Tuy nhiên là có một số Pokémon ví dụ như Pokémon này thì lại không thích hợp ở trong cái tòa nhà này chẳng hạn skill Not Mask này. Tức nghĩa nó sẽ tác dụng ở trong cái tòa nhà mà tạo ra đồng xu uh, cái đồng xu hơn. Thì các bạn nên lưu ý lúc lắp những Pokémon này vào trong tòa nhà để có thể uh, lấy được thêm nhiều tính năng hơn. Đến tiếp theo là cái phần Rest Garden này. Đây là một nơi để giúp cho Pokémon bạn được nghỉ ngơi. Rồi dĩ là các bạn uh, cho vào tòa nhà nào nào chẳng hạn thì nó sẽ giảm đi cái phần năng lượng. Năng lượng đấy thì các bạn có thể được hồi phục bằng cách đó là không làm gì cả thì nó sẽ tự hồi. Tuy nhiên là nó lâu hơn. nhưng mà các bạn cho vào trong tòa nhà này thì tốc độ hồi nó sẽ nhanh hơn này. Trong này thì nó sẽ được hồi thêm 17 điểm ở mỗi giờ, tức là nhanh hơn bình thường, đó là 17 điểm mỗi giờ rồi này. Tiếp đến đó là phần visit. Phần này thì các bạn sẽ chịu khó đi vào như là những bạn của bạn này hay là bất kỳ ai đó các bạn thích này, chẳng hạn, các bạn tặng quà cho họ, đó là những cái bông hoa hồng này chẳng hạn. Và các bạn cứ tặng đi. Kiểu dạng như là đây. Nó sẽ yêu cầu dạng như là chỉ cần ba cái này, các bạn sẽ nhận được phần quà đầu tiên này là được gỗ bị thép rồi này. Xong tiếp đến thêm 6 cái nữa thôi. Thì mỗi, mỗi tuần các bạn sẽ làm cái nhiệm vụ này một lần để có thể kiếm thêm được kim cương và các cái nguyên liệu để các bạn có thể nâng cấp được cái tòa nhà của mình. Đây chính là phần quà để được thêm hai mảnh vạn năng vàng rồi này và phần quà cuối cùng đó chính là có thêm kim cương à có thêm ở uh, đúng kim cương thôi hết bạn rồi thì các bạn lại chịu khó vào một nhà tòa nhà ở server nào đó chẳng hạn cứ tặng thôi chỉ cần làm đủ một tuần một lần như thế này là được rồi không cần nhiều tại vì nó đây là mắc quà rồi mỗi tuần lại có thêm 50 kim cương với cả 200 đồng xu rồi thêm kim cương cái này thì chưa mở này level 3 mới mở đó là cái dạ hội này các bạn có thể vào trong đó để nhận thêm được những cái mảnh vật năng hay là đồ gì đó nhưng mà nó chỉ mở thứ bảy chủ nhật này shop shop trong này thì các bạn sẽ sử dụng đồng xu của mình để mua trong này thì các bạn những đồ nào nên mua một cái bởi vì là các bạn cứ thấy có đồ nào đồ nào mà như là chưa chưa có cái nào thì nên mua một cái mua nhiều cái thì nó cũng vẫn được tại vì nó sẽ tăng thêm cái điểm đó là decorative tức nghĩa là cái phần collect của bạn này decorative đấy level một ba trăm đến bốn trăm tất nhiên các bạn cứ mua cái đồ nào cũng sẽ tăng thêm cái điểm đấy mà cái điểm đấy thì nó sẽ tăng cho các bạn đó là thêm các chỉ số ví dụ như tăng lên level 2 thì nó sẽ cộng thêm tất cả năm cái năm cái chỉ số này bạn đó máu công này thủ này chẳng hạn thì do đó sưu tầm mua được các cái đồ vật dụng ở trong cái shop này cũng sẽ giúp tăng cho các bạn chỉ số đây cái phần này các bạn chỉ cần mua được 3 đồ như thế này thì nó sẽ cộng thêm song công 0,5 phần cho toàn bộ Pokemon của bạn này ở đây thì mình đang thiếu ba đồ đó các bạn sẽ phải sử dụng đồng xu để mua do đó trong này thì mua được các vật dụng trong này cũng sẽ giúp cho các bạn tăng thêm tất cả các chỉ số dành cho toàn bộ Pokemon của mình. Khi các bạn nâng cấp được lên cái thao của mình lên level 7 chẳng hạn thì các bạn sẽ mở phần shop này. Shop này thì nó sẽ giúp cho các bạn đó có thêm là các cái bánh gato. Các bạn để ý cái bánh gato này. Cái bánh gato này thì nó sẽ sử dụng để có thể đi phiêu lưu ở trong này. Và sử dụng những cái máy móc của bạn để có thể phiêu lưu. Các bạn sẽ cho những con Pokemon đây. Nếu mà mình mà chơi bản tiếng Anh thì mình sẽ đọc nó dễ hơn bởi vì có con nó sẽ giúp cho đi trong này, nó dĩ nhiên là nhận được thêm nhiều quà xịn chẳng hạn, hoặc là giảm thời gian đi. Tuy nhiên là bấm bản tính chung thì mình chưa dịch được nên thôi bỏ qua. Cứ cho con nào vào thì cho. Thì các bạn sẽ sử dụng những cái bánh gato đó để có thể đi được trong cái phần phiêu lưu này và đi phiêu lưu này nó giúp cho các bạn đó là nhận được thêm đó là những cái ký tự tím với cả xanh dương. Có khi đôi khi mình nhận được cả đỏ nữa, đó là hên xui. Và khi các bạn mở được cái tính năng fountain như này, thì các bạn sẽ nhận được các phần quà như này. Khi các bạn đây ví dụ thế. Đây là coi như không có nhận được quà gì này, rất là xui này. Thì có những một số món món quà dưới đây. Khi bạn nâng lên được level cao 0 trên 6, tức nghĩa là các bạn sẽ cần phải 6 ngày vào đây để uh, ước để có thể lấy được cái đồ cuối cùng là hai cái này. Đây. Các bạn có thể tham gia vào đây hoặc là tự mình tạo ra một cái dạng hội này, hoặc các bạn có thể vào trong này trước. Có 5 lần khi tham gia dạng hội của người khác hoặc là một lần mình tự tạo trong vòng 2 ngày các bạn nên sử dụng hết 6 lần đó. Đây là tham gia lễ hội của họ và nhận được những phần quà như thế này bạn có thể sử dụng Pokemon nào đó cho vào trong này Còn đâu là thoát ra thôi, chẳng có gì nữa cả Còn đây, mình đã nâng cấp lên rồi Thì các bạn có thể sử dụng cho vào để tăng thể, hồi lại thể lực Và các bạn lưu ý là những Pokemon được cho vào trong này Là những Pokemon theo kiểu mà đã được lên Đó là dự, xanh dương cộng 1 Thì các bạn mới có thể cho vào trong này được